Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Thưa quý vị, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi những điểm tin tóm lược sau đây. Võ Hà tóm lược Nghị sĩ Cruz, COVID-19 đã khiến mọi người thức tỉnh về mối nguy hại từ Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz, đảng Cộng hòa bang Texas bình luận rằng đại dịch virus corona đã khiến mọi người nhận ra mức độ nguy hại của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Cruz nói với chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7, hệ quả chính sách đối ngoại quan trọng nhất là đại dịch này là mọi người đang hiểu rõ mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra, đặc biệt virus này bắt nguồn từ sự che đậy chủ ý của đảng Cộng sản Trung Quốc. Vị thượng nghị sĩ giải thích họ bắt giữ, họ bịt miệng những người Trung Quốc, dũng cảm, đã cố gắng ngăn chặn dịch bệnh. Và vì thế hơn 600.000 người đã chết. Ông nói thêm đó là vì sự dối trá của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông Cruz bình luận về vụ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ đang xấu đi giữa Washington và Bắc Kinh. Ông nói lãnh sự quán đó đã bị đóng cửa vì nó tham gia vào hoạt động gián điệp nó đã tham gia vào một hành vi trộm cắp tài sản chuối tệ họ sử dụng như một căn cứ để gián điệp ở Houston và khắp khu vực Tây Nam. Thượng nghị sĩ Cruz nhận định các sứ quán khác của Trung Quốc cũng có thể sẽ bị đóng cửa vì lý do tương tự. Mỹ Moderna nhận thêm 472 triệu đô la nghiên cứu vaccine COVID-19. Công ty Moderna hôm ngày 26 tháng 7 cho biết đã nhận được thêm 472 triệu đô từ chính phủ Mỹ để phát triển vaccine COVID-19 theo Reuters. Tập đoàn sản xuất thuốc có trụ sở ở Mỹ nói rằng khoản tiền này sẽ là hỗ trợ việc phát triển lâm sàng giai đoạn cuối, trong đó có việc mở rộng nghiên cứu giai đoạn 3 về vaccine của Moderna. Hồi tháng 4, khi việc thử nghiệm vaccine vẫn còn trong giai đoạn đầu, Moderna đã nhận 483 triệu đô la từ cơ quan liên bang Mỹ viết tắt là DARPA, vốn cung cấp tiền cho công nghệ ngăn ngừa dịch bệnh. Theo Reuters, tới nay tổng số hỗ trợ phát triển thử nghiệm vaccine của Moderna đã lên khoảng 955 triệu đô. Moderna là công ty đầu tiên ở Mỹ bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Reuters dẫn lời công ty cho biết rằng nghiên cứu giai đoạn 3 bắt đầu từ hôm ngày 27 tháng 7 và với sự tham gia của khoảng 30.000 người. Moderna có sự phối hợp viện của Viện Các Bệnh Truyền Nhiễm và Dị ứng của Quốc gia Mỹ. Trung Quốc có nhiều thành phố bị giám sát nhất thế giới. Trong 20 thành phố bị giám sát nhiều nhất thế giới thì 18 thành phố ở Trung Quốc, một nghiên cứu công bố trên trang web công nghệ CompereTech của Anh cho hay theo SCMP, nghiên cứu này cho biết thêm Trung Quốc là quốc gia chiếm hơn một nửa số camera giám sát được sử dụng trên toàn cầu, một trong những lập luận chính ủng hộ việc giám sát là người dân nhằm ngăn chặn tội phạm, nhưng việc gắn nhiều camera giám sát không đồng nghĩa với tỷ lệ tội phạm giảm. Nghiên cứu đã so sánh số lượng camera giám sát và công ở công cộng với các chỉ số tội phạm được báo cáo dựa trên các cuộc Cảo sát của Numeral, cơ sở dữ liệu cộng đồng. Nữ giáo sư Serena ở Hồng Kông cũng đưa ra đánh giá tương tự và cho biết camera giám sát của Trung Quốc có thể giúp truy bắt các tội phạm ăn cắp vặt hoặc làm mất trật tự công cộng, nhưng không thể giúp phát giác tội phạm tham nhũng, trốn thuế hay các tội phạm tài chánh khác. Mỹ tăng gấp đôi mức đầu tư cho nghiên cứu vaccine COVID-19. Hoa Kỳ tăng gấp đôi khoản đầu tư tài chính lên tới 1 tỷ đô để nhanh trình phát triển loại vaccine điều trị COVID-19 tiềm năng đang được công ty Moderna Mỹ nghiên cứu. Vaccine của Moderna sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng vào ngày thứ Hai, ngày 27 tháng 7, theo AFP. Moderna hôm Chủ nhật cho biết chính phủ Mỹ hiện có kế hoạch chi thêm 472 triệu USD bên cạnh khoảng đầu của 483 triệu USD đã được công bố trước đây. Moderna cho biết khoản đầu tư bổ sung sẽ được sử dụng để mở rộng đáng kể các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn thứ ba của một loại vaccine nhiều tiềm năng cho 30.000 người. Mỹ, người biểu tình Black Lives Matter phá hoại tấn công cảnh sát. Reuters đưa tin hàng chục ngàn người bị bắt và nhiều cảnh sát bị thương sau khi các cuộc biểu tình Black Lives Matter mạng sống người da đen đáng giá quá khích diễn vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Cảnh sát cho biết lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí không sát thương trong nỗ lực giải tán hàng ngàn người vào buổi chiều tối sau khi nhiều người biểu tình đốt cháy công trường xây dựng của một tòa án và trại giam giữ trẻ vị thành niên ở quận King. Đến 10 giờ tối, cảnh sát đã thực hiện 45 vụ bắt giữ liên quan đến vụ bạo loạn ở khu vực phía đông. Cảnh sát Seattle thông tin trong một bài đăng trên Twitter cho biết thêm 21 sĩ quan cảnh sát đã bị thương nặng sau khi người biểu tình ném gạch đá và các chất nổ khác vào người. Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ Latin diễn biến xấu. Số ca nhiễm virus Vũ Hán ở khu vực Mỹ Latin lần đầu tiên đã được vượt số người nhiễm loại virus này ở cả Hoa Kỳ và Canada theo thống kê của Reuters được công bố vào Chủ nhật. Tính tới Chủ nhật, Mỹ Latin có 4.327.160 trường nhiễm Vũ Hán so với 4.303.495 ca nhiễm COVID ở Hoa Kỳ và Canada. Công ngày, các nước thuộc khu vực Mỹ Latin, Brazil, Mexico, Peru, Colombia và Argentina đều có ca nhiễm với mới tăng cao. Số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tăng nhanh khiến cho Mỹ Latin trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 toàn cầu. Hiện khu vực này chiếm 26,8% số trường hợp mắc dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Triều Tiên bất ngờ phong tỏa thành phố sát biên giới Hàn Quốc. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kèm theo quyết định phong tỏa thị trấn Kenson gần biên giới Liên Triều sau khi một người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc bị nghi nhiễm Covid-19 trở về nước thông qua con đường vượt biên trái phép, truyền thông nước nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7, ông Kim đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của bộ chính trị để đáp trả cái mà ông gọi là một tình huống nguy hiểm, trong đó con virus độc hại có thể xâm nhập đất nước KCNA đưa tin. Máy bay trinh sát Mỹ hiện diện kỷ lục trên biển Đông, Hoa Kỳ đã tăng cường trinh sát không ở mức tần suất kỷ luật ngoài khơi Trung Quốc và tại Biển Đông. Tờ Bưu Điện Nam Hoa buổi sáng SCMP dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông sau China Sea Strategic Situation Probing Initiative có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết hiện tại quân đội Mỹ đang gửi đến 5 máy bay trinh sát mỗi ngày tới khu vực Biển Đông SCMP. SPI cho biết trong nửa đầu năm 2020, với tần suất cao, khoảng cách gần hơn và nhiều chuyến chính xác hơn, hoạt động chính xác trên không của Hoa Kỳ ở Biển Đông đã bước sang một giai đoạn mới. SCSPI cho biết số liệu thống kê của họ cho thấy các chuyến bay của các máy bay Mỹ đến khu vực cách đất liền khoảng 50 đến 60 hải lý là chuyện khá thường xuyên, đặc biệt trong 3 tuần đầu Tháng 7, SCSPI ghi nhận kỷ lục 50 lần xuất kích của các trinh sát cơ hoạt động gần các căn cứ quân sự trên đất liền của Mỹ trải dài đến Biển Đông, trùng khớp với thời điểm diễn ra các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc và Hakriki trong khu vực. Anh quyết đối phó với Nga, Trung Quốc trong không gian. Anh sẽ tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga trong không gian, theo đề xuất từ bản đánh giá quốc phòng toàn diện kể từ sau thời chiến tranh lạnh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, viết trên tờ The Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng cảnh cáo Trung Quốc cũng đang phát triển vũ khí tấn công trong không gian sau khi Anh và Mỹ buộc Nga thử nghiệm một loại đạn giống vũ khí có thể nhắm đến các vệ tinh. Ông Wallace cho biết bản đánh giá quốc phòng tổng hợp sẽ được trình lên Thủ tướng Johnson vào năm tới, theo đề xuất từ bản giá Bộ Bộ Quốc phòng sẽ chuyển hướng sự tập trung ra khỏi lĩnh vực chiến tranh thông thường khi bộ này được tái định hướng để hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực mới, nhất là không gian, không gian mạng và ngầm dưới biển. EUJ vaccine hu cung cấp mắt và chậm tự tìm hướng đi mới. Liên minh châu Âu hiện không hứng thú với việc mua trước các liều vaccine COVID-19 tiềm năng thông qua một sáng kiến do Chủ tức y tế thế giới thành lập bởi họ cho rằng giải pháp này chậm và có chi phí cao. Hai nguồn tin EU chia sẻ với Reuters, EU đang đàm phán với các hãng dược phẩm để chế tạo các liều vaccine có mức rẻ hơn 40 đô. Quan điểm này cho thấy EU chỉ ưu tiên một phần phương hướng, phương thức tiếp cận chung toàn cầu, cho cuộc đua chế tạo vaccine COVID-19 theo EU ủng hộ các sáng kiến tập cận công bằng và đồng thời với vaccine COVID-19 trên toàn cầu, họ vẫn sẽ giữ ưu tiên các nguồn cung cho người dân EU. Động thái này cũng có thể dán một đòn mạnh vào sáng kiến COVAX hu đưa dẫn đầu nhằm bảo đảm vaccine cho tất cả mọi người. Sau khi bỏ yêu sách Biển Đông, Hai bộ trưởng Úc bay đến Mỹ thảo luận về Trung Quốc. Theo tờ Harold, bà Maris Payne, Ngoại trưởng Úc và bà Linda Reynolds, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ có chuyến bay vào 26 tháng 7 tới Washington vào 27 tháng 7 theo giờ địa phương để hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper trong bối cảnh Mỹ và Úc đang có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. và pain cho biết trong cuộc đàm phán sẽ sắp xảy ra, là quan trọng bậc nhất trong nhiệm kỳ của tôi về các lợi ích ngắn hạn, chung và dài hạn của Úc. Hợp tác liên minh của Hoa Kỳ và Úc là điều cần thiết vì lợi ích của tất cả người dân Úc nhằm thúc đẩy và việc thực hóa một khu vực ổn định, cởi mở kiên cường. Ngoại trưởng Maris Payne cho biết Úc và Mỹ sẽ có cuộc thảo luận về việc chống lại tin giả đến từ các quốc gia độc tài trên khắp ấn độ thái bình dương, trong đó đặc biệt quan tâm đến cách Trung Quốc sử dụng mạng xã hội để lan truyền tin tức giả vào tháng trước mạng xã hội Twitter tiết lộ có hơn 30.000 tài khoản sau khi các nhà điều tra phát hiện chúng có quan hệ với các hoạt động truyền tin giả của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngoài việc hợp tác chống tin giả hai nước sẽ tăng cường hợp tác về các dự án cơ sở hạ tầng cùng việc trợ nước ngoài trên khắp Thái Bình Dương và Đông Nam Á, nơi Trung Quốc đang tham gia ảnh hưởng trong những năm gần đây thông qua các dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường. Peter Vũ kính chào tạm biệt quý khán thính giả, hẹn quý vị kỳ tới, chúc quý khán thính giả gia đình và người thân hạnh phúc yêu thương.